Hello, xin chào tất cả anh em trên kênh Bonsai Tập Sự và tất cả anh em yêu cây trên cả nước. Hôm nay Bonsai Tập Sự xin gửi đến anh em một video đội của chúng mình đã hoàn thành một ca ghép cây rất là ấn tượng. Các bạn nhìn trước mắt đây là một cái phôi xanh khá là to, và bên đằng kia nữa, xíu nữa mình sẽ quay, cũng có một phôi xanh nó gần như này. Nó cao khoảng 2m và bể ngang bể cũng khoảng 1m mấy ạ. Nói chung là to, cũng là hàng cận đại rồi. Nó không phải là đại bác nhưng mà nó cũng cận đại đấy. Ghép cây bé thì cũng đã vất vả rồi và phải suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng ở cây to thì cái công việc cũng như cái độ khó nó tăng lên rất là nhiều. Bởi vì cái khâu mà bê ra đặt vào cũng như ướm thì cũng khó. Mà ở đây thì cái địa hình nó là ngoài bờ ao, cho nên là việc di chuyển vào một cái không gian rộng hơn nó cũng rất là vất vả. Ở bên kia là cái cây để ghép vào cái cây này. Cái cây bên này thì nó đơn giản hơn. Hai cái cây này được cái là nó có hai cái đường cung cũng khá là có duyên. Nhưng chủ nhà cũng như những bác làm cây trước thì cũng đã chưa tận dụng để làm ra được những cái tay cành, cắt đi rất là phí. Và hiện tại thì khi mà đội chúng mình đến thì cây được lánh lên và những cái tay cành kia cũng đang kiểu ép nó về cái thế, nhưng mà cũng chưa đâu vào đâu, ghép túm lại với nhau xong là đi thép thì nó ra cái cây gọi cái dạng như là cây hàng chợ thì rất là phí. Hai cái phôi đẹp như thế này, nếu để hai cây riêng biệt thì nó rất là đơn lẻ, không có gì đặc biệt, nhưng mà sếp của mình đã nhìn ra được cái điểm và đã bàn với chủ nhà là ghép hai cái cây này vào thành một cây và đã được chủ nhà đồng ý. Cây này đây là lúc mà di chuyển được về đến đây phải dùng ba lăng các bạn, chứ không dùng được xe cầu vì địa hình không vào được, rất là vất vả, nặng lắm, khá là tốn công. Đây là bước đầu hai cây khi ướm cái thế nó vào nhau đây. Lát nữa các bạn xem đến gần cuối thì mới thấy tác phẩm này nó kỳ vĩ đến mức nào. Mình nói hơi phóng đại nhưng mà quả thực là khi mà mình làm xong mình cũng cảm thấy rất là hài lòng về bản thân của mình. Khi làm xong mà được việc thì mình thấy nó sướng. Mình cũng khoe luôn với các bạn, đây là những cái vết sẹo, các bạn nhìn thấy là lọ bàn tay của mình làm hết nha. Đi làm cũng vui lắm, học hỏi được nhiều cái. Các bạn nhìn đây là những cái bệ ghép vào nhau. Nếu mà nhìn xa xa cũng không biết nó là hai cây ghép vào nhau đâu. Nhìn gần thì biết. Nhưng mà cái bệ này để nuôi khoảng tầm 2 năm nữa thì nó sẽ tràn rễ vào nhau, thì lúc đấy thì sẽ không nhận ra. Hai cái cây này nó có hai cung đảo vào nhau, ghép vào này rất là hay. Sau này nó lên bông tán thì nhìn hài hòa cây đúng không các bạn? Đó, cái độ hở của hai cái cây này nó cũng không đáng kể. Sau này nuôi thì nó có thể phình ra nữa, nhưng mà theo mình là cái khoảng cách này là cũng khá là ok rồi. Từ cái gốc, cái khoảng cách từ gốc nó cũng hẹp lắm, không quá rộng đâu. Để đưa hai cái cây này luồn vào nhau này khá là vất vả, chỉ dùng một ba lăng xích thôi. Cây này thì được sếp của mình đặt cho là phu thê dưỡng tử, nó có một con tử đằng sau, cái con to, cái con phía bên tay trái các bạn. Cái con đấy cũng có một cái vết cắt khá là to và vô duyên, nhưng mình đã cho nó có duyên rồi và nhìn nó hâm hố hơn. Các bạn biết là những cái rễ kia mà để không mà không đục thì nó đơ ấy, mà cắt đi thì nó lại cái cây nó bị lép, không thể cắt được, cho nên phải tạo những cái đường đục này. Các bạn nuôi nó chỉ tầm 1-2 năm thôi thì nó bo vào thì nhìn nó phê luôn. Mình cũng đã chia sẻ cho các bạn một video mình quay lại cái vết đục mà sau 2 năm chăm sóc thì nó bo rất là đẹp, và nhìn
cái sự hầm hố cũng như là cái sự cổ kính nó tăng lên rất là nhiều. Các bạn đừng nghĩ là đục động đến có nghĩa là tác động ngoại lực mình động vào thì phải có cái điểm để mình đụng vào, chứ không phải chỗ nào mình đụng được. Cho nên là các bạn cứ đừng có nghĩ là đục là không hay, phải có điểm thì mới đục nhé. Hai bên bệ nhìn nó rất là khít, không hở nữa. Thực sự làm xong cây này mình thấy rất là hài lòng. Hài lòng lắm luôn ấy. Các bạn xem video cảm thấy video mình làm mà hay và hữu ích thì hãy cho mình xin một like và một đăng ký kênh để ủng hộ mình cũng như tổ làm cây của mình. Thì video của mình cũng xin khép lại tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.